Xin chào các bạn, mình là Lê Lợi, mình đến từ công ty chống tấm Hưng Thịnh. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một vị trí mà rất là hay xảy ra các cái sự cố liên quan đến thâm dồn, đó chính là vị trí giếng trời. Và đây chính là vị trí giếng trời. Hầu như tất cả các ngôi nhà đều có một vị trí giếng trời. Đây chính là vị trí cung cấp ánh sáng cũng như là đối lưu không khí để cho ngôi nhà nó sáng sủa hơn và thông thoáng hơn. Và cái chi tiết giếng trời này nó cũng rất là hay xảy ra những cái sự cố thấm. Chẳng hạn như là giếng trời các bạn đang xem ở đây thì vị trí chân tường các bạn có thể xem qua cái camera ở đây thì vị trí chân tường nó bị nứt ra và mỗi khi có mưa thì nước sẽ ngấm qua cái chân tường này và chui vào trong nhà. Và để mà xử lý những cái sự cố như thế này thì các bạn lưu ý là các bạn phải đục ra. Các bạn sẽ phải đục đến lớp bê tông. Và các bạn thi công lại chống thấm của cái phần chân tường này. Có nhiều trường hợp thì các bạn chống thấm lên trên sàn gạch ngay vị trí giếng trời này là nó sẽ không giải quyết được dứt điểm. Bởi vì cái vị trí này điểm nứt của nó là nằm ngay tại vị trí chân tường của gạch xây và sàn bê tông. Thì các bạn có thể xem trên kênh của chống thấm Hưng Thịnh video về cách xử lý giếng trời làm sao để nó không bị nứt tách lớp. Để cho giếng trời của các bạn nó không bị thấm. Thì vị trí này các bạn hãy lựa chọn những sản phẩm màng chống thấm polyurethane thì nó sẽ có khả năng co giãn và khả năng bám dính rất là tốt. Thì tuổi thọ nó sẽ được rất là lâu. Còn nếu các bạn sử dụng những sản phẩm màng chống thấm mà khả năng đàn hồi nó kém thì sau một thời gian thì vị trí này nó cũng sẽ bị nứt. Tiếp theo nó sẽ bị nứt tiếp. Bởi vì những vết nứt tách lớp thì nó luôn có xu hướng mở rộng. Cho nên bạn hãy chọn những cái sản phẩm nó co giãn tốt, nó chịu nhiệt tốt. Đây cũng là một vị trí mà rất là nóng, rất là nắng. Nắng nóng quanh năm. Và để chống thấm giếng trời thì bạn cũng cần phải lưu ý là các cái chân tường này bạn hãy gia cường thêm một tấm lưới nữa để chống đất cho cái vị trí này. Và như vậy là lớp màng chống thấm này nó sẽ bám từ bê tông, từ mép bê tông lên trên phần tường. Như vậy thì nước nó sẽ không thể xuyên qua được nữa, nó không còn con đường nào để nó chui vào trong nữa. Cách tốt nhất để các bạn không bị xảy ra thấm ở vị trí giếng trời đó là bạn hãy chống thấm tốt ngay từ đầu và bạn làm đúng trong cái công tác thi công kết cấu. Tức là bạn có thể đổ thêm một cái cổ bê tông của giếng trời trong lúc đổ bê tông. Hoặc là nếu bạn xây gạch thì lúc bê tông đang ướt thì bạn cắm gạch vào trong bê tông luôn. Lúc bê tông còn ướt thì sau này sẽ hạn chế được rất là nhiều cái sự tách lớp. Và ở vị trí này thì tại sao là phải đục rộng như thế này? Bởi vì là vị trí này nó có một cái vết nứt ở đây. Nó có một vết nứt ở dưới này. Chính vì vậy mà chúng tôi phải truy đuổi cái vết nứt này. Phải đuổi theo nó và nó dài đến tận đây để mà xử lý vết nứt đấy. Chính vì vậy mà vị trí này đục rộng hơn. Thì trong quá trình mà các bạn đục ra mà thấy xuất hiện những vết nứt thì các bạn hãy xử lý những vết nứt này thật là kỹ trước khi bạn làm chống thấm lên. Và đây thì chúng tôi đã tiến hành rắc cát để tạo bám dính cho cái lớp vữa cán lên và lớp màng chống thấm. Đây là một bước mà rất là nhiều nhà thầu quên đi. Chính vì vậy mà xảy ra hiện tượng là khi mà cán này nó bị bột gạch, nó bị bột ở trên nền.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau của kênh Trọng Tâm Hưng Thịnh. Xin chào và hẹn gặp lại.